Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ nha các bạn. Thì hôm nay cũng là video rất là đặc biệt mình quay cho anh chị và các bạn ha. Thì con xe của thằng em mình đang dùng á mọi người. Đang dùng mà tại cần tiền gấp á. Thì giờ bán. Nhưng mà mình nghĩ là con xe này cũng là lên kiển một tí á. Thì có gì mình sẽ chi tiết cho anh chị và các bạn ha. Những anh chị và các bạn nào mình đam mê tốc độ thì mình xem con này nếu mà giá được thì ủng hộ nha. Xe em mình đang dùng vẫn ok hết cho anh chị và các bạn luôn. Con này thì đời 2018 nha. Xe đang đi luôn nha mọi người. Đang chạy bình thường á. Nhưng mà tại giờ cần tiền thì bán thôi. Nên mình up lên anh em nào mà đam mê thì muốn chơi thì mình có thể là liên hệ mình mua. Mình để luôn cái số điện thoại lên bên đó ha. Đó, biển số 70 nha mọi người. Mua thì cũng rút hồ sơ sang tên được bình thường hết nha. Thì con này thì đầu tiên phải nói tới là nó lên cặp bánh nhỏ ha. Bánh nhỏ. Xe là về xe tâm huyết đó mọi người, dọn theo dọn zin á. Dọn theo kiểu êm. Xe thì máy zin. Đó, đi cặp bánh nhỏ này. Thứ hai là đi lên cặp đèn. Lên đầu đèn. Đồ zin vẫn còn bình thường hết nha mọi người. Anh em nào mình mua thì mình cứ tham khảo á. Con này thì đi bô xăng lửa luôn. Bô xăng lửa này mạnh. Chứ không phải là yếu. Còn cái này đổ mấy cái nút đèn vậy? À đèn trời sáng. Xe thì đồng hồ 31.000 coi rồi. Nhưng mà máy êm nha mọi người. Xe đang đi á, xe chưa rửa luôn. Con này vẫn bán trả góp cho anh chị và các bạn luôn. Tại vì cũng ở thằng em ở tại cửa hàng luôn mọi người. Con này bán giá mềm. Con này bán với giá là 25.900.000 nha mọi người. Vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh em luôn. Nếu mà góp không đồng luôn nha mọi người. Anh em có thể là liên hệ số điện thoại hay có thể là mình là ghé tới siêu thị mô tô xe máy Phương Nam thì chỗ anh Phong mọi người. Anh em có bên anh Phong. Đó, con xe nó đang đi luôn rồi, tại cần tiền quá bán nó đã 2019 luôn, 2018 luôn nè. Rồi, mình quay sơ cho anh chị và các bạn thôi, giá thì 25.900.000. Bạn nào mua được thì ủng hộ, đồ zin còn đầy đủ nha. Xe chạy rất sướng nha mọi người, xe đang đi luôn đó mọi người.